nhá. Mày hiểu không? Chứ không phải là cái việc là thịt mẹ mà tao lấy của mày 1-2 triệu rồi tao không là thịt mẹ là con người luôn nhá. Nhưng mày phải biết sai lỗi, mày hiểu không? Thôi anh ơi, thôi đừng đánh, đừng đánh. Mày nói rồi, mày say e ra đây. Xin lỗi anh. Mày còn 5 chuyện nữa. Nó vừa lại đổ anh rồi. Thịt mẹ mày. Nó vừa đổ em vượt đi đuôi theo đuôi xe. Trong lúc vừa đổ, tao còn đi sang được đường. Thịt mẹ mày xeo tao sơn này. Cái kia nó là giá trị này. Mà sơn xe của tao nó quan trọng. Nhưng mày biết sai lỗi của mày nó là cái gì? Mày vừa lại đổ. Mày hiểu không? Mày là mày say e, mày gọi kỳ là bố mày cũng đê đây, mày bố mày cũng nói luôn mày gì. Mày là ai? Cái gì đúng nhá? Còn thịt mẹ tao không được, tao bảo mày là tao môi của mày 1-2 triệu đời tao thịt mẹ không được là con người luôn nhá. Nhưng mày sai mày phải nhận lỗi nhá. Mày hiểu không? Okay. Chứ không phải là thịt mẹ mày tao người vòi của mày 1-2 triệu đời tao. Bố mày không là con người nhá. Nhưng mà mày phải rút kinh nghiệm em ạ nhá. Thịt mẹ mày đi đường mày phải rút kinh nghiệm nhá. Okay, mày mày gãy của bố mày cái xe của tao là sơn nhá. Anh ơi, thằng em nó xin lỗi rồi, anh bỏ qua cho nó đi nhá, để tao được. Mày cứ okay. Anh ạ, có đi, lên xe đây. Bây giờ xe của tao nó tông hàng này, tao cầm này, tao đặt nó vào. Mẹ nó mất một cái. Thế bây giờ tao hỏi thì mẹ còn những mày, có người được không? Thế cái mắt của mày bây giờ nó mất một cái mắt rồi, mày có người được không? Rồi. Còn mẹ mày cứ cãi ngang, bố mày đá chút cụ mày bây giờ. Anh Hải, ok. Đi đi em ơi, ok. Cái gì không cãi này. Em vượt đèn đỏ là em sai rồi. Nó tỉnh lên nó sai biết sai được thôi ạ. Đèn đỏ nó không được rồi. Mua đèn đỏ ấy, em đoán cho đuôi luôn thì mẹ như nó. Thôi. Cả bố mày đẻ bố mày giết mày luôn. Thôi ok, anh em toàn dân lên xe. Nó dịch mẹ nó cả vấn đề còn sơn thì quan trọng cái gì? Đúng rồi, bỏ qua bỏ nhau qua nhau được đi. Nó không biết đường ấy. Mày là 99 nó biết đường nếu đâu. Ô nhưng mày bố mày gạt chết tiền mình ở đây nó biết đây nó không biết đường, không hiểu không? Thôi rồi, bỏ qua nó tốt rồi. Mày nó đẩy cái rửa đèn của em này, nó đẩy nó gãy. Ok. Anh ơi, đi đây cho đỡ tắt đường. Chết cho thằng em nói cái đó nửa 99 cơ mà, không biết đường đâu. Anh em thì cái gì cuốn vẫn lái xe. Thôi chứ cũng chỉ là dạy lái xe qua đây thôi nhá. Tôi cảm ơn anh em nhá. Không chí nhá, bye bye.